xem tử vi hàng ngày của 12 con giáp ngày 26 tháng 6 năm 2023 chi tiết giúp cho bạn có những sự lựa chọn hợp lý để thu lại kết quả tốt nhất trong ngày về vận trình, công việc, sức khỏe, tình duyên và tài lộc. 1. Tử vi hàng ngày của tuổi Tý, công việc, vận trình công việc của người tuổi Tý trong ngày hôm nay diễn ra thuận lợi, còn giáp này chưa phải quá bận rộn với công việc hiện tại nên có nhiều thời gian tập trung vào việc mở rộng các mối quan hệ xã giao. Khả năng lãnh đạo và quản lý tài tình giúp cho người tuổi tí thay đổi tình hình. Tình cảm Vận trình tình cảm trở nên kiểm sắc. Mối quan hệ tình cảm của người tuổi tí với nửa kia thường nảy sinh tranh cãi vì những chuyện nhỏ nhặt. Gia đình thúc ép người độc thân về chuyện hôn nhân gia đình nhưng bản mệnh vẫn chưa có ý định đó. Tài chính Vận trình tài lộc có điểm sáng, bản mệnh nên tính tới các kế hoạch kiếm tiền từ những nghề tài trải trong khoảng thời gian tới. Cẩn trọng, có sự bất cân bằng, dưỡng chất do thói quen ăn uống thất thường. tuổi giáp tí, tránh nóng giận hay cứng nhắc. tuổi bính tí, không nên tự cho mình là nhất. tuổi mậu tí, có thể đầu tư vào các lĩnh vực mới mẻ, tuổi Canh Tý nên tránh xa việc làm măng phi pháp đỏ đen tuổi Nhâm Tý tình cảm vợ chồng có nhiều điểm bất đồng con số may mắn số 2 số 17 màu sắc may mắn màu nâu quý nhân phù trợ tuổi Tỵ hai tử vi hàng ngày của tuổi Sửu công việc vận trình công việc của người tuổi Sửu trong ngày hôm nay diễn ra không mấy dễ dàng Tâm tình bất ổn nên những người tuổi này khó lòng có thể tập trung hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Con giáp này nên sớm ổn định lại tâm trạng của mình trước khi muốn trở lại với công việc. Tình cảm Vận trình tình cảm ngập tràn hạnh phúc, sự thoải mái và nhiệt tình giúp cho tình cảm của các cặp đôi thêm khẳng kích bền chặt. Tuổi Sửu và nửa kia cứ an tâm tận hưởng những phút giây riêng tư cùng nhau tài chính vận trình tài lộc vô cùng dồi dào dò, bản mệnh chẳng cần tốn công cầu tài mà tiền bạc cứ tự tìm đến sớm hưởng vinh hoa phú quý cẩn trọng sức đề kháng suy giảm sức khỏe xa xúc rõ rệt tội ất sửu đường tài lộc rộng mở đạt lợi nhuận nhất định tội đinh sửu không nên chủ quan ngay cả trong vấn đề nhỏ nhất tội kỹ sửu cần cân nhắc trước mọi quyết định được đưa ra tuổi tân sửu nên tập trung chủ yếu vào chuyên môn công việc tuổi quý sửu đề phòng tai nạn và trạm sự cố ngoài ý muốn con số may mắn số 7, số 84, màu sắc may mắn màu xám quý nhân phù trợ tuổi hợi và tử vi hàng ngày của tuổi dần công việc vận trình công việc của người tuổi dần trong ngày hôm nay diễn ra tương đối dễ dàng con giáp này thể hiện rõ ràng quan điểm, chính kiến và sự quyết đoán của mình trong mọi việc lớn nhỏ. Bản mệnh có sự tiếp thu ý kiến đóng góp của người khác nhưng không để bất cứ ai sắp đặt cuộc đời mình. Tình cảm, vận trình tình cảm bắt đầu vượng sắc. Đời sống hôn nhân vô cùng viên mãn là kết quả của sự nỗ lực vùng vén tình cảm của những người trong cuộc. Các cặp đôi đang tìm hiểu dần đưa ra quyết định tiến tới hôn nhân. Tài chính, vận trình tài lộc ổn định khả năng quản lý tài chính hợp lý giúp bản mệnh vẫn có thể thoải mái trong chi tiêu. Cẩn trọng, lời nói thiếu khôn khéo dễ gây mất lòng những người xung quanh. Tuổi giáp dần khó phát huy tốt năng lực của mình. Tuổi bính dân, song sáo nhưng cần giữ chừng mực. Tuổi mậu dần cố gắng giải quyết các mâu thuẫn đang tồn tại. Tuổi canh dần đương tài lộc có dấu hiệu bất ổn. Tuổi nhâm dần tình cảm lửa đôi xuất hiện vết rạn nứt. Con số may mắn số 47, số 82, màu sắc may mắn màu tím, quý nhân phù trợ tuổi hợi. 4. Tử vi hàng ngày của tuổi Mão, công việc, vận trình công việc của người tuổi Mão trong ngày hôm nay diễn ra tương đối tốt đẹp, còn giáp này cần phải nhớ rằng để đạt được thành công trên con đường sự nghiệp thì bên cạnh việc nỗ lực là điều cần thiết thì còn phải tập trung xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với những người xung quanh. Tình cảm, vận trình tình cảm hài hòa êm ấm nhờ có các tin che chở mà cuộc sống vợ chồng an ổn hơn trước rất nhiều còn giáp này cũng biết chủ động chăm lo gia đình hơn chứ không mãi mê ham chơi tụ tập bạn bè tài chính vận trình tài lộc tăng tiến khả năng nắm bắt thời cơ tốt đẹp đem lại cho bản mệnh khoản thu nhập khó ngờ tới cẩn trọng tránh nên mạo hiểm hay liều lĩnh trước những quyết định quan trọng tuổi ất mạo có tự tin và quyết tâm để theo đuổi mục tiêu của mình. Tuổi đinh mão sẵn sàng dẫn thân trong mọi công việc. Tuổi kỷ mão cần tham khảo ý kiến của những người xung quanh. Tuổi tân mão dễ trở thành mục tiêu của những kẻ tiểu nhân. Con tuổi quý mão vận trình tình cảm có chiều hướng xa xúc. Con số may mắn số 18, số 50 màu sắc may mắn màu vàng quý nhân phù trợ tuổi mùi năm tử vi hàng ngày của tuổi thân công việc vận trình công việc của người tuổi thân trong ngày hôm nay diễn ra hành thông sự thông minh sản xuất đem lại cho những người này khá nhiều cơ hội thể hiện năng lực trong ngày bản mệnh trở nên chủ quan hay khinh thường người khác vì vận trình sẽ lên xuống thất thường tình cảm vận trình tình cảm vô cùng thăng hoa đời sống vợ chồng êm ấm hòa thuận và yên vui nhờ chủ ý chung hòa của cả hai người độc thân cần mở lòng hơn nếu nhanh chóng tìm được một nửa yêu thương của mình. Tài chính, vận trình tài lộc không tệ, bản mệnh không cần phải lo nghĩ tới những chuyện chi tiêu vì tài vận đang khả sản. Cẩn trọng, suy nghĩ tiêu cực ảnh hưởng lớn tới sức khỏe. Tội giáp thân, chú ý làm việc cẩn thận, đề phòng, hòa tiểu nhân. Tội bính thân, dễ đánh mất hình ảnh và uy tín trong mắt cấp trên. Tội mậu thân, đánh mất cơ hội vì còn chân trừ do dự tội canh thân. Không nên quá khắc khe trong các mối quan hệ, tội nhâm thân, vận trình tình cảm nhiều biến động. Con số may mắn số 24, số 72, màu sắc may mắn màu xanh dương, quý nhân phù trợ tuổi giàu. 6. Tử vi hàng ngày của tuổi tỵ công việc. Vận trình công việc của người tuổi tỵ trong ngày hôm nay diễn ra hanh thông. Tuổi tỵ không cần phải tốn nhiều công sức nhưng vẫn gặt hái được vô số thành tựu trong ngày. Tuy nhiên, bản mệnh nên thận trọng trong từng lời ăn tiếng nói để tránh gây ra xung đột hay công kích với những người xung quanh. Tình cảm, vận trình tình cảm gặp nhiều sóng gió. Tử vi ngày hôm nay dự báo có những mâu thuẫn tình cảm không thể giải quyết trong ngày 1, ngày 2. Bởi ai cũng muốn bảo vệ cho cái tôi của mình mà không có sự nhường nhịn, bao dung lẫn nhau. Tài chính, vận trình tài lộc rủng rỉnh, tài vận không ngừng gia tăng nhờ các hạng mục đầu tư đều có lợi kéo theo doanh thu cũng tăng nhanh. Cẩn trọng, bất đồng, tranh cãi, phá vỡ nhiều mối quan hệ tốt đẹp. Tội ất tỵ tì, tìm thấy niềm đam mê trong công việc. Tội đinh tỵ mối quan hệ với đồng nghiệp hài hòa tốt đẹp. Tội kỷ tỵ không nên tự nhốt mình trong thế giới riêng. Tội tân tỵ tài lộc có nhiều chuyển biến tích cực. Tội quý tỵ cần cố gắng và nỗ lực mỗi ngày. Con số may mắn số 48, số 31, màu sắc may mắn màu đỏ, quý nhân phù trợ, tuổi thân. 7. Tử vi hàng ngày của tuổi ngọ công việc. Vận trình công việc của người tuổi ngọ trong ngày hôm nay diễn ra suôn sẻ. Tuổi ngọ có khả năng ứng biến linh hoạt trước những tình huống phát sinh bất ngờ nên luôn được cấp trên đánh giá cao. Còn giáp này dễ dàng được trao cho những cơ hội thể hiện năng lực của bản thân. Tình cảm Vận trình tình cảm có chút kém sắc, bản mệnh và nửa kia thường tranh cãi gay gắt vì bất đồng quan điểm sống. Tình cảm gia đình chẳng mấy êm đềm và hòa hợp càng tạo cho những người trong cuộc cảm giác buồn phiền, dài dứt. Tài chính, vận trình tài lộc có biến động, con giáp này cần chú ý hơn tới việc bảo quản tài sản cá nhân. Cẩn trọng, sức khỏe xa xúc do không dành nhiều thời gian để nghỉ ngơi. Tuổi giáp ngọ, công việc dễ phát sinh sự cố nửa chân. Tuổi bính ngọ, nên cố gắng đánh giá tình hình chuẩn xác. Tuổi mậu ngọ, uy tín xây dựng bấy lâu bị ảnh hưởng. Tuổi canh ngọ, nên trò chuyện với gia đình thường xuyên. Tuổi nhâm ngọ, các cặp đôi cần nên lắng nghe để thấu hiểu. Con số may mắn số 3, số 57, màu sắc may mắn màu vàng, quý nhân phù trợ tuổi dân. 8. Tử vi hàng ngày của tuổi mùi, công việc. Vận trình công việc của người tuổi Mùi trong ngày hôm nay diễn ra thuận lợi, tuổi Mùi được quý nhân nâng đỡ nên làm gì cũng được thuận buồm xuôi gió. Tuy nhiên, cách làm việc tùy hứng lại gây ra cho những người tuổi này cả nhiều rắc rối không đáng có, bản mệnh nên thay đổi phương pháp làm việc nếu muốn hạn chế những tai họa này. Tình cảm, vận trình tình cảm có chút thăng trầm, tuổi Mùi và nửa kia không tìm thấy tiếng nói chung nên thường xảy ra xung đột, cãi vã liên tục. Bản mệnh dù cố gắng nhưng vẫn chưa tìm được cách dung hòa mọi quan hệ tình cảm hiện tại này. Tài chính, vận trình tài lộc hành thông còn giáp này tìm được nhiều cơ hội kiếm tiền quý hiếm mà nhiều người còn chưa kịp nhìn ra. Cẩn trọng, trong lòng nảy sinh buồn chán và u quốc Tội ất môi dễ gặp phải những chuyện ngoài ý muốn. Tội đinh môi bất đồng với cấp trên và đồng nghiệp. Tội kỷ môi đề phòng tiểu nhân trực chờ lợi dụng sơ hở, tội tân mùi, cố gắng dung hòa với những người xung quanh, tội quý mùi, buồn phiền vì mọi việc không như ý định. Con số may mắn số 23, số 87, màu sắc may mắn màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi ngọ. Chính tư vi hàng ngày của tuổi thân, công việc. Vận trình công việc của người tuổi thân trong ngày hôm nay diễn ra vô cùng dễ dàng. Đường công danh có tín hiệu đáng mừng nhờ cỏ quý nhân chỉ đường dẫn lối con nhấp này không cần phải tiêu tốn nhiều trí lực hay thời gian mà vẫn thu gặt được những thành tích vượt ngoài sự mong đợi tình cảm vận trình tình cảm hài hòa êm thấm mối quan hệ tình cảm của con nhấp này với nửa kia dù vẫn êm ấm nhưng khó tránh khỏi những bất đồng nhỏ trong quá trình chung sống người độc thân cần tham gia nhiều hơn tới các hoạt động tập thể để nâng cao cơ hội tìm kiếm ý trung nhân tài chính vận trình tài lộc không tệ nhờ có quý nhân chỉ dẫn mà con giáp này không cần phải lo lắng tới vấn đề tiền nông cẩn trọng lo nghĩ nhiều chỉ càng khiến bản thân muộn phiền bất an tội giáp thân làm ăn kinh doanh buôn bán phát tài tội bính thân cố gắng giữ khoảng cách với mọi người xung quanh tội mậu thân không non quá phụ thuộc vào cảm xúc tội canh thân chuyện tình cảm tốt đẹp nhiều ý nghĩa tội nhâm thân biết cảm thông và thấu hiểu hơn với ngựa kia. Con số may mắn số 52, số 90, màu sắc may mắn màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi giàu. 10. Tử vi hàng ngày của tuổi giàu công việc Vận trình công việc của người tuổi giàu trong ngày hôm nay diễn ra không mấy suôn sẻ. Đêm bảo có hòa tiểu nhân đeo bám nên con giáp này làm gì cũng nên thận trọng, cân nhắc kỹ lưỡng. Bản mệnh cũng không nên tin người quá mức vì dễ tạo điều kiện cho kẻ xấu đặt điều hãm hại mình. Tình cảm Vận trình tình cảm bắt đầu khởi sắc, những người đang trong giai đoạn tìm hiểu bắt đầu tỉnh tới chuyện hôn nhân. Tình cảm vợ chồng tiến triển tốt nhờ sự chủ động quan tâm, chia sẻ và cảm thông với những người trong cuộc. Tài chính Vận trình tài lộc vững vàng nhờ khả năng quản lý tài chính thông minh mà con giáp này luôn giữ trong tay số dư rủng rỉnh. Cẩn trọng Đề phòng tai nạn bất ngờ trong quá trình tham gia giao thông hay đi đứng. Tội ất dậu, gây dựng thành quả quan chỉnh sự sức lực của mình tội đinh dậu được cấp trên tín nhiệm giao nhiều trọng trách tội kỷ dậu cần tinh tế và đặt mình vào vị trí của người khác tội tân dậu chú ý chi tiêu nên có kế hoạch rõ ràng tội quý dậu không ngừng cố gắng sẽ đạt được mục đích của mình con số may mắn số 3, số 4, màu sắc may mắn màu đỏ quý nhân phù trợ tuổi sửu 11. Tử vi hàng ngày của tuổi tuất công việc Vận trình công việc của người tuổi tuất trong ngày hôm nay diễn ra lên xuống thất thường. Các kế hoạch mặc dù vẫn tiến triển khá tốt nhưng không thoát khỏi những rủi ro tiềm ẩn. Còn giáp này nên tìm tới những người đi trước để xin lời khuyên, đề phòng những tai họa không mong muốn. Tình cảm Vận trình tình cảm chưa trọn vẹn, vợ chồng khó tránh khỏi những lục đục và bất đồng vì không tìm thấy tiếng nói chung đôi khi vì sự ích kỷ nhỏ nhen mà con giáp này đã khiến người bạn đời của mình buồn phiền không ít. Tài chính, vận trình tài lộc tăng tiến, doanh thu không ngừng tăng, đặc biệt là những người làm trong lĩnh vực kinh doanh buôn bản. Cẩn trọng, lời nói khó nghe luôn dễ tạo khoảng cách giữa các mối quan hệ. Tội giáp tuất tránh gây tổn thương cho người khác vì lời nói khó nghe. Tội bính tuất cần xem xét lại tình huống trước khi bắt tay vào dự án. Tội mậu tuất trở nên suy nghĩ, cảm tính mà bỏ qua rủi ro. Tội canh tuất không nên phức tạp hóa vấn đề. Tội nhầm tuất tình cảm cho đi chẳng hề được ai nhận lại. Con số may mắn số 4, số 9, màu sắc may mắn màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi thân. 12. Tử vi hàng ngày của tuổi hợi công việc. Vận trình công việc của người tuổi hợi trong ngày hôm nay diễn ra dễ dàng nhưng bởi vì đường công danh tiến triển quả hành thông nên dễ khiến kẻ xấu nảy sinh lòng ghen ghét đố kỵ tuổi hợi ngoài tập trung xây dựng sự nghiệp còn phải nâng cao thái độ cảnh giác trước mối quan hệ xung quanh tình cảm vận trình tình cảm hài hòa viên mãn đời sống vợ chồng không có điều gì đáng chê trách các thành viên trong gia đình luôn dành cho nhau những quan tâm chân thành người độc thân đang có khá nhiều các mối quan hệ tốt với người khác giới tài chính Vận trình tài lộc đi xuống, đêm bảo tiểu nhân rình rập đeo bám nên bản mệnh cần phải thận trọng trước những người đang cố tình tiếp cận mình. Cẩn trọng, tránh tin tưởng quá mức vào người nào đó mai dễ dàng giao quyền tiền cho họ. Tội ất hợi, dự định sẽ sớm trở thành hiện thực. Tội đinh hợi, tránh thất vọng với những gì đang diễn ra. Tội kỷ hợi, có thể mở rộng quy mô kinh doanh đầu tư. Tội tân hợi, đề phòng hòa tiểu nhân, trong công việc, tuổi, quý hợi, mối quan hệ chưa thể tiến xa. Con số may mắn số 24, số 57, màu sắc may mắn màu đỏ, quý nhân phù trợ, tuổi mùi